Xin chào các bạn. Trong số lần trước thì chúng ta đã cùng nhau ôn tập về gì nhỉ? Tổng quan cũng như là phương pháp làm bài part 3, và hy vọng rằng các bạn đã áp dụng những cái chiến thuật mà cô vừa nói các bạn trong số lần trước và trong bài tập lần rồi. Còn hôm nay thì như đã hứa, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn về các dạng bài, các dạng câu hỏi mà chúng ta sẽ gặp trong part 3 nhé. Và dạng đầu tiên đó chính là dạng overview questions. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem overview questions là những cái dạng câu hỏi như thế nào. Đó là những câu hỏi mà chúng ta khi đọc câu hỏi chúng ta sẽ nhìn thấy những từ khóa như là gì? What is it about? Đấy chứ nhỉ? Hoặc là topic, hoặc là purpose. Tức là những cái từ liên quan tới việc là hỏi về nội dung chính của cái đoạn hội thoại đấy là cái gì. Một số các câu hỏi mà các bạn có thể gặp phải đó chính là, ví dụ what is the main topic? Hay là what is the purpose of the conversation? Hoặc là what is the talk mainly about chẳng hạn. Đấy chứ nhỉ? Hoặc là what is the woman calling about? Thì đấy là những cái dạng câu hỏi mà chúng ta khi chúng ta nhìn thấy chúng ta sẽ biết ngay đó là overview questions. Thế thì để trả lời cho câu hỏi overview questions chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Thì các bạn lưu tâm cho cô nhé. Nếu các bạn còn nhớ cái cấu trúc của part 3 mà cô đã nói từ bài trước, đó là anh A nêu ra vấn đề được chưa nhỉ? Sau đó anh B sẽ hỏi lại để làm rõ thêm. Thế thì rõ ràng cái việc nêu vấn đề là câu của anh A, và nó sẽ đứng ở đâu nhỉ? Đứng ở câu hỏi số 1, đứng ở cái câu số 1 đúng chưa? Vì vậy lượt nói số 1 sẽ là lượt nói mà chúng ta có thể trả lời được câu hỏi cho overview question rồi. Ok, vì vậy các bạn lưu tâm cho cô nhé, cực kỳ tập trung những giây đầu tiên để biết được là overview question chúng ta chỉ trả lời được luôn. Rồi, thế rằng vậy thôi, bây giờ chúng ta hãy cùng cô xem thử một câu hỏi sau nhé. Nhìn lên màn hình nào. Ok, câu hỏi của chúng ta là what are the men and women discussing? Đấy chứ nhỉ, đây rõ ràng là câu hỏi liên quan tới overview question rồi. Hai người này đang bàn về vấn đề gì? Chúng ta có các đáp án là gì? Party, một buổi tiệc này. Work là công việc, time, thời gian, hoặc là vacation, một kỳ nghỉ nào đó. Được chưa? Thế thì chúng ta thử nghe xem nhé. Đáp án sẽ là gì nào? Did you go to Sarah's party last night? It was great. Yes, but I didn't see you there. What time did you leave? I went home around 10 p.m. Oh, you left before I arrived. I was there much later than you. Rồi, các bạn đã chọn được đáp án cho riêng mình chưa? Bây giờ cùng cô thử xem script luôn nhé. Nào, người phụ nữ nói gì? Did you go to Sarah's party last night? Oh, rõ ràng là ngay câu đầu tiên người phụ nữ đã nói là gì rồi. Tối hôm qua bạn có đến dự buổi party của Sarah hay không? Đúng chứ nhờ, rõ ràng người ta đang nói tới gì? Một buổi party, đúng chứ nhờ. Vì vậy đáp án chắc chắn sẽ là A party. Ok, rất đơn giản và dễ nhớ đúng không nhỉ? Nhớ cho cô nhé, overview questions sẽ có những từ như là discussing, about, mainly about, hoặc là topic, hoặc là purpose. Đấy chứ nhỉ? Đấy là những cái từ mà chúng ta cần phải lưu tâm. Và nhớ cho cô, overview questions sẽ được trả lời ở ngay lượt hội thoại đầu tiên. Ok, đơn giản đúng chưa nhỉ? Và bây giờ các bạn hãy áp dụng chiến thuật đó vào trong câu hỏi luyện tập dưới đây. Còn bài học sau thì chúng ta sẽ đi vào rõ hơn những câu hỏi về detail questions nhé. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.